Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình lại review cho mọi người một buổi khóa học của bên mình. Thì ở đây hôm nay là sẽ có 4 học viên. Đây 4 học viên là mình sẽ quay 2 con. Con đang sắp chuẩn bị ra lò rồi. Màu rất là ok, để do chính tay học viên làm. Do chính tay học viên pha màu và tắm màu. Rất là đẹp, màu mận chín. Rất là đỏ đẹp luôn. Rất là giòn. Đây mọi người, cho mọi người thấy. Đó, đây con thứ hai. Con thứ hai là đang khâu chuẩn bị là gia vị và khâu bụng. Đây là gia vị đây, chuẩn bị gia vị nhá cả nhà nhá. Xong mình sẽ đun sôi, sẽ cho vào trong bụng con lợn đây để cho một dạng nước sốt đặc biệt của Lạng Sơn mình điều chế. Để cho bụng sẽ rất là thơm. Đây anh này học ở Hà Nội. Đã có 2 cái cơ sở nhà hàng, giờ muốn mở thêm món lợn quay. Đây, giờ thì chỉ cần chờ vài phút nữa thì con lợn này sẽ chín và mang ra lò thôi. Cả nhà nhìn màu có hấp dẫn không ạ? Đây, đó, rất là tuyệt vời. Mình hôm nay sẽ có một con khách đặt và một con mình bán lẻ nhá cả nhà nhá. Đây, như anh này đeo kính, chủ cũng là làm đang một chủ nhà hàng và quán bia. Nhìn rất là phong độ. Ngoài món lợn quay ra thì mình dạy thêm cả món vịt quay và chó quay, ba chỉ nổ bì. Đây là những cái sản phẩm của học viên mình bên mình làm nhé cả nhà nhé. Mọi người cùng xem đây. Đây là ba chỉ nổ bì này, vịt quay Lạng Sơn này, vịt quay Lạng Sơn. Và thêm là có cả